Miss Universe 2022 Tây Ban Nha và Peru cử hai Rikki thứ thiệt, Ngọc Châu chuyến này toàn. Cuộc thi Miss Universe 2022 đánh dấu sự tham gia của đông đảo thí sinh, vừa có nhan sắc xinh đẹp cùng học vấn ấn tượng. Trong dàn mỹ nhân cực đỉnh có sự hiện diện của hai nàng Rikki chính hiệu. Họ không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp cá nhân lừng lẫy, mà gia thế cũng thuộc hàng không phải dạng vừa. Theo đó, Miss Universe Peru Alexia Ronveno, sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1m78. Cô hiện đang là người mẫu tại New York và ca sĩ trong một ban nhạc nổi tiếng ở Peru. Alexia Ronveno là con gái của nữ diễn viên Barbara Cayo, diễn viên ca sĩ kim nhạc sĩ, người dẫn chương trình, nhà sản xuất truyền hình và doanh nhân Lucho Ronveno, một trong những gia đình nghệ thuật và có sức ảnh hưởng nhất ở Peru. Đặc biệt, dòng họ của Alexia Ronveno đã có nhiều đời làm việc trong giới truyền thông và nghệ thuật ở Peru và mẹ của nàng hậu chính là nhà tài trợ lớn nhất tại Miss Peru 2022. Cô nàng khiến dân tình thêm ghen tị khi có bạn trai là vận động viên nổi tiếng tại Peru. Không kém cạnh với Miss Universe Peru, Miss Universe Tây Ban Nha cũng sở hữu đầy đủ từ nhan sắc, học vấn đến gia thế. Alicia Forbel sinh ra trong gia tộc thượng lưu Forbel tại Tây Ban Nha. Người đẹp 25 tuổi nói thành thạo 4 thứ tiếng là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Philippines. Có cha mẹ xuất thân từ giới thượng lưu nên ngay từ nhỏ người đẹp đã được đi du học ở Anh. Alicia sở hữu hàng loạt siêu xe và bất động sản ở Dubai. Không chỉ có vậy, nàng hậu còn từng đi du lịch hơn 20 nước châu Âu và Trung Đông. Cô còn hoạt động với vai trò là diễn viên, từng đóng vai Alicia De Santo trong General Commander được phát hành tại Mỹ năm 2019. Ngoài hai đại diện đến từ Peru và Tây Ban Nha, thì đại diện đến từ Pháp cũng được xem là đối thủ nặng ký, bởi lẽ cuộc thi Hoa hậu Pháp có những yêu cầu gắt gao để chọn ra người xứng đáng chiếc vương miện danh giá. Chính vì thế, Hoa hậu bước ra từ đây luôn là nỗi khiếp sợ của những quốc gia khác. Theo đó, mỗi cuộc thi nhan sắc đều có tiêu chí và cách tổ chức khác nhau. Hầu hết các cuộc thi đều đặt tiêu chí ngoại hình lên hàng đầu, nhưng người chiến thắng phải dung hòa được mọi yếu tố, từ nhan sắc, chiều cao đến học vấn và các kỹ năng trình diễn. Mới đây, cuộc thi Miss France Hoa hậu Pháp đã khởi động mùa giải năm 2023 bằng bài kiểm tra. Cụ thể, cuộc thi Miss France đã cho thí sinh làm bài kiểm tra kiến thức về nước Pháp. Bài thi gồm những kiến thức về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, chính trị của nước Pháp. Đây là một trong những phần thi quan trọng nhất của cả cuộc thi và sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Chính vì vậy, thí sinh nào không làm tốt ở phần thi này sẽ khó lòng đạt được danh hiệu cao nhất. Cách thức này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Họ cho rằng bên cạnh nhan sắc thì kiến thức cũng vô cùng quan trọng. Việc kiểm tra như vậy sẽ giúp ban tổ chức tìm ra được một gương mặt xứng đáng, truyền được cảm hứng cho mọi người. Thấy hay mà, là hoa hậu thì phải có kiến thức về nước nhà sâu rộng chứ. Cái danh hiệu Miss France có khi còn giá trị hơn hoa hậu Miss Earth, Miss Supranational, Miss Grand International, Miss Intercontinental. Dàn thí sinh chất lượng, face đẹp, không chê đâu được. Ủng hộ, hoa hậu để giới thiệu đất nước mình ra thế giới nên phải có kiến thức về đất nước của mình mới được. Hoa hậu phải vừa đẹp vừa có tri thức. Ở Việt Nam chưa có hình thức kiểm tra này, song vòng phỏng vấn kín luôn được đề cao. Mới đây, theo tiết lộ từ Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022, để tìm ra người xứng đáng cho mùa giải mới, các thí sinh phải trải qua những phần thi cực kỳ gắt gao. Mới đây, trong một đoạn livestream của đại diện Ban tổ chức cho thấy, các thí sinh được chia nhóm và lần lượt bước vào và đối diện với từng thành viên ban giám khảo. Tại đây, những câu hỏi hóc búa xoay quanh vấn đề cuộc sống, kiến thức, xã hội từ 7 thành viên cầm cân nảy mực chắc chắn sẽ khiến các thí sinh phải đau đầu để đưa ra những lập luận quan điểm riêng. Từ đó, ban giám khảo sẽ chấm điểm khoanh vùng những cái tên tiềm năng tại mùa giải năm nay. Với tính chất quan trọng như phần thi phỏng vấn trực tiếp này, chắc chắn mỗi người sẽ có vị trí hoa hậu cho riêng mình, chứ không nhất thiết phải chờ tới đêm chung kết. Áp lực này sẽ đè nặng lên vai các thí sinh, bởi lẽ chỉ cần non gan hay trật nhịp chắc chắn sẽ bị mất điểm.